Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 9 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, giá vàng thế giới hôm nay đang giao động quanh ngưỡng 1.500 đô la Mỹ trên một ounce trên những động thái mạnh của ngân hàng trung ương châu Âu. Cụ thể, tới đầu giờ sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng đang được giao dịch tại ngưỡng là 1.498,8 đô la Mỹ trên một ounce trên sàn Kitco, tăng thêm 1,9 đô la Mỹ trên một ounce so với cùng giờ phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng hôm nay cao hơn 18,3%, tức 35 đô la Mỹ trên một ao so với đầu năm 2019. Vàng thế giới theo giá quy đổi đô la Mỹ ngân hàng có giá là 42 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế và phí thì cao hơn 50.000 đồng so với vàng trong nước. Giá vàng thế giới tăng ngay sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất xuống mức âm kỷ lục, khiến đồng đô la Mỹ mất giá mạnh. Điều này sẽ khiến Mỹ phải cân nhắc hành động trong cuộc họp sắp tới. Tại thị trường vàng trong nước thì giá vàng đang có những biến động nhẹ. Cụ thể là tại các tỉnh thành phố, tính đến đầu giờ sáng ngày 13 tháng 9, thì giá vàng đang giao dịch quanh ngưỡng là 41 triệu đồng trên một lượng, giảm nhẹ đồng loạt 50.000 đồng trên một lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể là SGC Hà Nội mua vào mức 41,55 triệu đồng và bán ra là 41,92 triệu đồng. SGC Đà Nẵng mua vào 41,55 triệu đồng và bán ra 41,92 triệu đồng. SCC Nha Trang mua vào 41,54 triệu đồng, bán ra 41,92 triệu đồng. SCC Cà Mau mua vào ở mức là 41,55 triệu đồng và bán ra là 41,92 triệu đồng. SCC Buôn Mê Thuật mua vào 39,26 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 39,52 triệu đồng trên một lượng. SCC Bình Phước mua vào ở mức là 41,52 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 41,93%. Xin lỗi, mua và bán ra là 41,93 triệu đồng trên một lượng. SCC Huế mua vào là 41,53 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 41,92 triệu đồng trên một lượng. SCC Biên Hòa, SCC Miền Tây và SCC Quảng Ngãi, SCC Long Xuyên đều niêm yết mức giá mua vào là 41,55 triệu đồng và bán ra là 41,9 triệu đồng. SCC Đà Lạt mua vào mức là 41,57 triệu đồng và bán ra là 41,95 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng SJC 1 lượng đến 10 lượng, vàng 4 số 9, vàng nữ trang của các loại cũng đang được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể là vàng SJC 1 lượng đến 10 lượng mua vào ở mức là 41,55 triệu đồng và bán ra là 41,9 triệu đồng. Nhẫn 4 số 9 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào ở mức là 41,5 triệu đồng và bán ra là 42 triệu đồng. Vàng nữ trang 4 số 9 Mua vào ở mức là 41,1 triệu đồng và bán ra là 41,9 triệu đồng, giảm 50.000 đồng trên cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 24K mua vào 40,485 triệu đồng và bán ra là 41,485 triệu đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào ở mức là 30,178 triệu đồng và bán ra là 31,578 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 14K giảm cả hai chiều 29.000 cả chiều mua vào và bán ra. Cụ thể mua vào ở mức là 23,18 triệu đồng và bán ra là 24,58 triệu đồng. Vàng nữ trang 10K giảm 21.000 cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể giá mua vào niêm yết ở mức giá là 16,224 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 17,624 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, nếu như giá vàng tại các tỉnh thành phố có xu hướng giảm nhẹ, thì giá vàng tại một số ngân hàng và các tổ chức lớn lại được điều chỉnh tăng đáng kể. Cụ thể, tới đầu giờ sáng nay thì giá vàng tại ba ngân hàng này đang được giao dịch ở mức như sau. Việt Tim Gold mua vào ở mức là 41,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng và bán ra tăng 250.000 đồng trên một lượng, niêm yết ở mức giá là 41,97 triệu đồng trên một lượng. Maritime Bank mua vào 41,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 42 triệu đồng trên một lượng. Exim Bank mua vào ở mức là 41,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng và bán ra niêm yết ở mức giá là 41,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng. Tại một số tổ chức lớn thì giá vàng SGC đồng loạt tăng ở cả chiều mua vào và bán ra mức tăng giao động từ 100 đến 250.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và từ 100 đến 350.000 đồng trên một lượng chiều bán ra. Cụ thể, Doji Hà Nội niêm yết mức giá mua vào là 41,65 triệu đồng, tăng 200.000 đồng và bán ra tăng 350.000 đồng, niêm yết ở mức giá là 42,15 triệu đồng. Đồ Doji Sài Gòn mua vào là 41,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng và bán ra niêm yết ở mức giá là 42,05 triệu đồng, tăng 250.000 đồng. Phú quý GS Xin lỗi, phú quý G Phú quý SGC niêm yết với mức giá mua vào là 41,55 triệu đồng tăng 100.000 đồng và bán ra cũng tăng 100.000 đồng niêm yết ở mức giá là 41,9 triệu đồng. PNG thành phố Hồ Chí Minh, PNG Hà Nội đều niêm yết mức giá mua vào là 41,55 triệu đồng, tăng 200.000 đồng trên một lượng và bán ra cũng tăng 200.000 đồng, niêm yết ở mức giá là 41,95 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu mua vào là 41,67 triệu đồng trên một lượng, tăng 220.000 đồng và bán ra là 41,97 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 220.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Thưa quý vị, những thông tin về giá vàng trong nước vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng ngày hôm nay của Invest TV. Xin mời quý vị đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật giá vàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Và nếu có thông tin gì cần Invest TV tư vấn, xin mời quý vị và các bạn gọi điện theo số hotline của chương trình, đó là 08 2346 5555 hoặc địa chỉ email của chương trình ban biên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.